Theo đại diện Viện kiểm sát, trong thời gian vừa qua, các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có vùng cấm để làm trong sạch, minh bạch nền kinh tế. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu chi phối ngân hàng SCB. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo này đã thâu tóm và nắm 91,5% số cổ phần là người thực tế có quyền lực chỉ đạo ngân hàng SCB. Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thực hiện tuyển chọn, bố trí nhân sự là những người thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt ngân hàng SCB để nắm quyền điều hành. Thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan. Chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB, câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm. Cũng theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án này bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu cầm đầu gây ra hậu quả trong vụ án đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Cụ thể trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 tới ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân hơn 2.500 khoản với tổng số tiền 1.066 tỷ đồng. Tới ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn gần 1.300 khoản vay còn dư nợ, còn hơn 677.200 tỷ đồng. Dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93%. Tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại ngân hàng SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác để có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ. Theo Viện Kiểm sát, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.